má hồng và bát sáng là hai món tuy khó mà dễ, nhưng Vũ cũng không hiểu tại sao mà có rất là nhiều bạn không biết đánh má hồng. Cái video này Vũ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đánh má hồng ẩn hồng và một cái đánh má hồng căn bản để các bạn có thể kết hợp giữa má hồng và bát sáng nhé. Bên đây Quốc sẽ đánh cái má hồng dạng ửng hồng lên và nó hơi loang vào mũi. Cái bí quyết á, thứ nhất là khi các mình sử dụng má hồng á, mình dùng cọ chấm vô thì nhớ dặm sát vào nắp của nó để cho cái phấn má hồng được nát ra thật là nát trên cọ, thì cái đó mình sẽ điều khiển dễ hơn, nó sẽ không bị nhiều quá mà nó không bị ít quá. Mình sẽ bắt đầu từ cái vùng đỉnh trái táo của mặt mình, không đánh xuống nhiều quá, mình chỉ ở trên đây thôi. Mình nhớ dùng cọ bầu bầu nhỏ nhỏ chút xíu, đừng lấy to quá. Có rất là nhiều bạn sử dụng cọ to đến má hồng. Khi mà mình đặt cái cọ to vô rồi đó thì nó sẽ làm cho cái phần má hồng đã to ngay lập tức rồi, mình sẽ không điều khiển được. Bây giờ mình sẽ blend cái này lên đây, sát vào mũi luôn. Từ từ mình làm thôi nha, từng bước để cho nó dễ hơn. Mình đừng có đánh một lần nhiều quá, mình khó điều khiển lắm. Đây mình sẽ blend lên mũi, ngang qua mũi luôn. Nếu mà cảm thấy ít quá thì mình có thêm được chút xíu nữa ha, thật ít thôi, từng lớp lên nó sẽ dễ dàng hơn. Và nhớ đặt cái cọ vào da cũng nhẹ nhàng thôi, hơi hơi phớt phớt ngang mặt thôi, đừng có làm cho nó quá nhiều quá mạnh, cũng không có được ích lợi gì hết. Sau đó mình có thể cho một chút xíu đỉnh mũi cũng được để cho cái khuôn mặt mình giống như nó đang ửng lên. Thường là lỗ mũi cũng ửng ngay phần đỉnh mũi đúng không? Xong rồi đó. Bên đây sẽ là màu má hồng căn bản. Các bạn nhớ là khi mình lấy má hồng ra cũng dặm lên nắp như vậy. Các bạn thấy luôn luôn cái hộp má hồng nào của Quốc nó cũng bị dơ cái phần kiến hay nắp hết á. Tại vì khi mình tập cái thói quen như vậy luôn á, nó sẽ làm cho cái má hồng của mình được loang đúng màu hơn. Bây giờ mình sẽ dùng cái cọ vừa ha. Mình sẽ blend vào cái vùng này, hoặc là mình có thể mình cười lên. Nó sẽ cho một cái lượng má hồng vừa đủ. Có thể là mình sẽ lật cái mặt cái cọ một lần nữa, lật cái mặt kia mặt sạch đó, mình tái một lần lại cho nó được loang màu hơn nữa. Tiếp theo là phần bắt sáng, các bạn nên nhớ phân biệt giữa bắt sáng và highlight. Highlight là cái phần lớn ở những vùng này, còn bắt sáng là những vùng điểm chi tiết. Điển hình như những điểm chi tiết nhỏ như là những cái vùng đỉnh mũi nè. Đây là những chi tiết rất là nhỏ, nâng đường nét mình lên, bắt sáng khuôn mặt mình lên. Và vùng gò má, thì cái vùng gò má này mình sẽ blend cho nó vừa đúng nằm ở trong gò má, cũng không lan ra nhiều. Và mình cũng blend từ từ thôi. Có một bí quyết để làm cái phấn bắt sáng mình bắt sáng hơn nữa, dành cho những bạn nào mà có nhu cầu bắt sáng thật là rõ ràng luôn, thật là bóng mướt lên luôn á, thì mình áp dụng cái bí quyết hồi xưa đã rất là lâu rồi muốn giới thiệu các bạn. Mình có thể áp dụng cho phấn mắt luôn và áp dụng cho má hồng được luôn. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái xịt giữ nền, mình xịt sơ qua cái cọ, sau đó mình sẽ chấm vào cái phần phấn bắt sáng này. Khi mà mình blend lên, mình sẽ cảm nhận được cái phấn bắt sáng nó rõ ràng hơn rất là nhiều. Giống như là cái hạt phấn nó được tan ra, nó được mướt hơn, nó được thấm hơn, nó được rõ ràng hơn. Dành cho những cái bạn mà mình muốn cái phấn highlight nó hoặc là bóng mướt lên. Ok, cuối cùng xong xuôi hết thì mình có thể xịt dưới lên một lần nữa ha. Bye bye.